Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành nha. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm áp miền Tây ạ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta đến tham quan chợ Lộ Xã nha. Dạ, chợ nằm phía trong đường nhỏ thôi và chợ cũng nhỏ gọn thôi, nhưng mà tôi thấy hàng quá rồi, bà con cũng buôn bán cũng đông đúc thôi, để chúng ta đi qua tham quan một vòng nha. Còn đây là phía bên ngoài đường đây nè cô chú anh chị. Thôi mình đi vô trong nha, mình xem bà con mình người mua người bán có đông vui không nha. Còn đây là những gian hàng nước mát đó cô chú anh chị. Dạ. Nước mát nè, phục vụ cho bà con mình mùa hè thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Cái này là một bé nè. Còn xa bánh lọt, xinh xáo rồi nè, xinh xăm đấy nè cả nhà. Trời ơi, rất là ngon. Uống đi, ngồi uống còn ngồi nghỉ luôn. Mời lên quay uống tiếp. Nếu đâu đưa đậu gà lên. Trời ơi, mấy chị bán hàng đây vui vẻ lắm cả nhà ơi. Thôi mời cả nhà cùng tôi đi vào bên trong, đi tiếp vào bên trong tham quan một vòng nha. Như theo tôi biết thì là phía bên ngoài chợ thì là phía đầu chợ thường thường là cũng bán các loại nước mát giải khát và ăn sáng cho khu vực đó cả nhà. Thôi giờ mình đi vào trong mình tham quan nha. Tôi thì thường tôi đi quay những khu du lịch hay là các nơi, các chợ thì tôi cũng không có kén chợ đâu cả nhà. Chợ lớn như chợ Cái Sao hay là những chợ Long Xuyên hay là cũng như những chợ Lộ Xã như thế này, tuy nhỏ nhưng mà con mình vui vẻ thân thiện là tôi quay hết. Dạ. Tôi mời cả nhà cùng tôi tham quan xung quanh nha. Và tôi cũng thấy thì gian hàng đồ chai thì cũng ngon lắm cả nhà. Bún mì nữa nè. Còn đây là toàn cảnh phía trong nhà lòng chợ, bà con mình người mua người bán sinh hoạt cũng khá là nhộn nhịp đó cả nhà. Thôi tôi mời cả nhà cùng tôi đi tham quan những gian hàng, hàng hóa thì rất là ngon, và xem người mua người bán có những hàng hóa gì đặc sản của khu vực không nha. Tôi thấy thì những gian hàng thịt cũng rất là ngon này cả nhà. Đó. Thôi mình đi nữa nha. Cho em quay chút xíu nha. Và còn đây là củ dền ha cả nhà ha. Củ dền nè thì mình để mình nấu nước mát cũng được nè, mà mình nấu canh súp cũng rất là ngon. Bởi vì cái củ dền này thì rất tốt cho trẻ em và người già yếu. Dạ, ăn thì rất là bổ máu ha cả nhà ha. Tiện hôm nay thì tôi cũng đi ngang qua, tôi đi quay chợ Cái Sao. Tôi cũng có biết được chợ Lộ Xã thì tôi cũng ghé, tôi ghi hình lại gửi đến cho bà con mình xa gần xem. Để cô chú anh chị dạ em quay YouTube. Ở đây là gian hàng của chị đẹp bán các loại gà. Gà vịt luôn. Trời ơi, có đầu vịt nữa nè cả nhà, tiện lắm, mình muốn mua cái nào là phân loại ra.
ơi, lên TV luôn rồi. Dạ. Nhưng mà dạ, vài bữa đó em mới đăng lên. Giờ đi quay trước, em quay chợ cái sau xong đẹp lại đây mà. Dạ. Em thì quay không có kén chợ, chợ nhỏ chợ lớn gì, bà con vui vẻ em quay hết. Dạ. Dạ, đâu có sao đâu. Rồi giờ người thân mình ở xa không về thăm quê được cái người ta xem. Cô. Dạ. Dạ, cô ăn sáng trễ ha cô. Dạ. Dạ, sáng giờ bán được không cô? Bán có nữa mới trời ơi, tại chợ nhỏ đó cô, rồi người ta đi chợ ít đó. Dạ. Thôi kệ, cũng ráng chứ biết sao giờ cô ha. Chứ giờ nói mình bán chậm cái nghỉ nhà cái buồn hiu à. Dạ, có vậy đó. Con đi quay vậy quen rồi, con ra đường quen rồi. Cái bữa nào nghỉ ở nhà cái trời ơi, bữa đó nó buồn. Cái cấp hổm mà dịch bệnh mà không cho đi đâu đó, trời ơi, con ở nhà còn kho quẹt con cũng đăng lên nữa. Rồi nấu cháo trắng rồi, con kho cá, chiên cá gì con cũng quay lên chứ đâu có gì đâu đăng. À, còn bây giờ thì đó, con đi vậy nè, chợ lớn chợ nhỏ gì con cũng ghi hình cho bà con mình, nó xa xứ người ta xem. Dạ, rồi mấy chị em mà đi làm việc ở xa cũng vậy nữa. Người ta có, người ta xem, người ta nói ở chợ quê hương tôi này kia gần nhà ha, được cô. À, thôi thì con cũng cảm ơn cô cái cuộc trò chuyện hôm nay, con cảm ơn cô. À, con cũng xin chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, và buôn mai bán đắt nữa cô ha. Dạ. Thôi kệ, mình cũng phải chịu đựng chung chứ biết sao, cũng từ từ nha cô. Dạ, thôi con cảm ơn nghe, làm phiền cô ăn cơm. Dạ. Còn đây là gian hàng gia vị của chị. Trời ơi, ở đây tôi thấy cũng có mấy cái sạp bỏ trống này cả nhà. Sao bà con mình không có bán buôn gì hết, cũng bỏ trống không như này nè. Rồi cũng lác đác vài gian hàng, còn nhũng nhiều gian hàng bỏ không như vậy. À, thôi kính thưa cô chú anh chị và các bạn, chợ Lộ Xã thì cũng chỉ dõng dẹn có bấy nhiêu gian hàng, và bà con mình người mua người bán cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. À, thì thôi cũng mình đi quay trở ra ra phía ngoài mình xem có thêm những mặt hàng gì không nghe nha. Thường thì theo như tôi biết thì chợ nông thôn miền Tây mình á thì bán đồ rất là an toàn và ngon nữa cả nhà, bởi vì bà con mình trồng được và săn bắt được là mang ra bán. Cho nên là đây là những cái đồ đồng cô hái ra bán nè, rau đồng là rất là ngon này cả nhà. Rau hái thật á. Dạ, ngon quá trời luôn ha cả nhà ha. Vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe mà lại an toàn nữa. Dạ. À, còn đây là rau đắng hả cô ha? Trời ơi, lâu lắm rồi con mới thấy cái rau đắng này nè. Dạ. Vậy cái này mình bán làm sao hả cô? 5.000 đồng. Dạ. Cái này có phải là rau đắng để ăn với cháo cá rồi đó phải không cô? Dạ. Dạ. Cô ơi, vậy cô bán cho con một bó đi ha. Mùa này mới có chứ mùa kia không có. Dạ. Mà ở chỗ con không có, không học cô, không học cây nào hết trơn á. Mùa mè nó mới có. Dạ. Chứ mùa kia là không có mè, là không bao giờ có cây này. Bởi vì chợ con không có. Dạ. Cô thối giùm con nha, con không có gì nha. Dạ. Mình mua một bó rau đắng cả nhà ơi. Mình cũng thích rau này lắm. À, nhà con còn cái rau nhãn lồng. Còn để trong tủ lạnh á. Tại con thích cái này nè. Về. Ừ, vậy nè. Rau ngon không nè? Lục bình kìa. Khoan. Rồi. Dạ. Mình mua một bó rau đắng đất cả nhà ơi, rất là rẻ luôn mà ngon lắm nha cả nhà. Cái này ăn với lại cháo cá. À, mát lắm đó. Thôi về mình nấu canh được cũng được con ha. Dạ. À, tuy là có vị đắng nhưng mà rất là mát. Dạ. Chỗ con không có đâu, không thấy cộng nào hết trơn. Dạ. Không có đâu, để gì kiếm đâu. Dạ. Vậy mai mốt mình để hột giống hả cô?
không có đâu, mọc dễ gì mình đâu biết đó. Vậy hả? Ừ. Nó tự nó mọc lên thì thấy. Mình đâu có mọc đâu. Còn không mọc thì không thấy, còn mọc lên thì thấy vậy. Dạ, mọc lẫn chung con mẹ hả cô? Dạ. Dạ đó, chứ mình không biết thì nó già nó có hộp đó cô. Được. Dạ. Chứ con thấy là họ nhỏ á, tụi con mà bị nổi sảy má cũng lấy cái này tặng nè. Dạ. Bởi vì con biết mà. Mà giờ về cái xứ này không có. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha. Con chúc cô bán hết cái chỗ này nha, với thật nhiều sức khỏe cô nha. Rồi, cảm ơn cô luôn. Dạ. Thôi con đi nha. Thôi con đi cô ha. Dạ. Xoài. Dạo này bước vô mùa xoài rồi đó cả nhà. Trời ơi ngon lắm cả nhà ơi. Nhưng mà dạ. Sáng giờ bán được không cô? Sáng giờ bán cầm con ơi. Dạ. Thì thôi kệ chứ biết sao giờ cô, mình chợ nhỏ mà cái bán từ từ. Dạ. Làm gì bán này. Dạ. Chứ giờ cô nói ấy cái nghỉ nhà buồn lắm. Thôi kệ, cố lên hả cô ha. Thôi con cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. À, buôn may bán đắt nha. À, bán được thật là nhiều luôn cô ha. Dạ. Thôi con đi ha. Dạ. Không phải là chợ nghèo mà là chợ nhỏ. Rồi bà con mình cũng bán theo khu vực vậy thôi. Ngon quá à, đồ rất là ngon. Nhưng mà rất tiếc là con không có đi chợ, mẹ đi chợ hết trơn rồi, mẹ mua rồi, rồi con đi con thấy con thích gì con mua thêm một chút vậy đó. Thôi mình đi cả nhà ơi, đi ra phía ngoài nè. Ở đây tôi thấy có cửa hàng tập quá. Dạ không, cái này con làm cho con à, con đăng lên tivi rồi bà con mình xa gần rồi ta xem đỡ nhớ quê á cô. Dạ. À, ví dụ như có ai đó mà người ta mở vô tivi người ta coi, người ta thấy người ta nói cái chợ này gần nhà rồi người ta sẽ biết vậy, người ta đỡ nhớ nhà vậy đó, đỡ nhớ quê. Dạ chứ không có gì hết trơn. Dạ. À, cô về cô bấm vô ấm áp miền Tây nè, con tới hai kênh lận, nhưng mà cái này con sẽ đăng lên bên cái ấm áp miền Tây con đổi nè. Đó, còn cái này là không phải, cái này thì con đăng cái chợ cái sau. Dạ. Đài nào cũng được chứ. Con thì đài nào cũng được nhưng cô phải bấm vô đúng thì mới thấy cái chợ mình. Chứ còn bấm vô không đúng thì không thấy. Tại người ta làm nhiều lắm cô, chứ không phải mình con, cho nên là cô bấm vô YouTube nhưng mà phải bấm đúng cái tên ấm áp miền Tây cô mới thấy chợ này nha. Dạ. Dạ. Thôi. Con đi ha, con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Có gian hàng của chị sửa đồ, bắt sổ rồi nữa nè cả nhà. Cũng tiện lợi cho bà con mình quá cả nhà ơi, đủ thứ trên sinh hoạt mua bán hết nè. Rồi bông hoa đẹp nè. Cái này là hoa huệ, hoa cúc nè. Đẹp quá cả nhà ha. À, thôi kính thưa cô chú anh chị và các bạn, chợ Lộ Xã thì cũng tôi thấy cũng nhỏ. Bà con mình buôn bán sinh hoạt theo khu vực thôi cả nhà, chứ không phải là chợ thành phố lớn đông đúc như chợ Cái Sao hay chợ Long Xuyên. Thì thôi thì tôi làm công việc xã hội thì tôi đi quay các nơi, các chợ, tôi không có nói là phân biệt là chợ lớn hay nhỏ gì hết. Thì tôi cũng đến ghi hình chợ Lộ Xã cho cả nhà mình xem. Thì thôi cũng nhỏ nhẹ cũng có bao nhiêu là bà con mình buôn bán, người mua người bán mình cũng đã đi tham quan hết rồi. Thì thôi có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây à. Dạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Ấm Áp Miền Tây à. Giờ đây tôi xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc cả nhà có những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe. Và luôn hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Dạ xin tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.